Việt Nam cứ ngỡ đã văn minh hiện đại ra phết đấy, nhưng phần đông xã hội vẫn mặc nhiên nghĩ rằng chỉ có cái bọn ế mới phải dùng đến dịch vụ hẹn hò. Nhiều người từng ngạc nhiên khi nghe kể về những thành viên siêu hot cũng sử dụng dịch vụ hẹn hò. Thậm chí số liệu thống kê còn chỉ ra rằng có 37% cựu du học sinh các nước phát triển, 51% thạc sĩ cử nhân tốt nghiệp các trường top ở Việt Nam, 38% các lãnh đạo quản lý ở các công ty, tập đoàn uy tín cũng là thành viên sử dụng dịch vụ hẹn hò. Với những thông tin thực tế như vậy, ta có thể thấy rằng kén và ế có thể có chung biểu hiện nhưng về bản chất thì lại không thể đánh đồng. Có một thực tế là những bạn trẻ có học vấn càng cao, công việc càng tốt, kinh tế càng ổn thì lại càng khó kiếm người yêu. Đơn giản bởi vì họ kén chọn. Bởi vì họ có nhiều thứ nên họ cũng yêu cầu nhiều thứ ở người sẽ sánh đôi với mình. Khổ thêm nữa là họ có trình độ và học thức, họ có điều kiện và nền tảng tốt về nhiều mặt nên nhu cầu của họ cũng lên cao và mở rộng ở những tầng trên của tháp Maslow. Họ không chỉ đơn thuần cần một người tương xứng về profile, họ còn cần thêm cả cảm xúc và cả chemistry, cả sự phù hợp, tương ứng, đồng điệu về sở thích, tính cách, gia đình, hoàn cảnh, nền tảng văn hóa, khoảng cách địa lý, vân vân và vân vân. Có một thực tế trong lĩnh vực hẹn hò ở Việt Nam rằng số lượng khách hàng nữ sử dụng dịch vụ hẹn hò luôn đông hơn số lượng khách hàng nam, thậm chí là áp đảo. Để đưa ra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, tác giả Vũ Nguyệt Ánh đã trình bày về sự chênh lệch giữa mặt bằng năng lực giữa nam và nữ. Phụ nữ phải yêu hoặc lấy người hơn mình, hay chí ít là phải bằng mình. Ngày nay, số lượng các bạn nữ có học vấn tốt, công việc tốt, thu nhập tốt ngày càng đông đảo, trong khi số lượng những chàng trai như vậy lại không nhiều bằng. Các bạn nữ có học vấn tốt, công việc tốt và thu nhập tốt thì luôn phải đi tìm những chàng trai ít nhất là bằng hoặc hơn mình. Còn những chàng trai như vậy lại không quá khó khăn để tìm được những cô gái kém hơn mình để hẹn hò, yêu đương và kết hôn. Về tương quan giữa hình thức và năng lực, để có được những lợi thế ưu tiên trong cuộc hẹn hò, phụ nữ không cần biết học vị cao đến đâu, công việc tốt đến đâu, kiếm được nhiều tiền đến đâu. Nhưng tối thiểu đều cần phải được mặt, được da, được dáng, đủ thanh xuân cái đã. Còn đàn ông thì không phân biệt cao, lùn, xấu, đẹp, gầy, béo, già, trẻ. Chỉ cần có tri thức, sự nghiệp và tiền bạc, những thứ mà họ hoàn toàn có thể chủ động phấn đấu và cố gắng được. Về tuổi tác, hoàn cảnh và sự lựa chọn, với phụ nữ, ngoài 30 tuổi đã bị chê quá lứa. Còn với đàn ông thì ngoài 40 mới bắt đầu bước vào thời kỳ phong độ đỉnh cao. Phụ nữ ngoài 30 rất ít sự lựa chọn. Đàn ông ngoài 40 vẫn đủng đỉnh với rất nhiều sự lựa chọn. Và với những lý do như vậy, ta có thể hiểu được, lý giải được tại sao số lượng nàng kén ngày càng đông và nhiều người thản nhiên gắn cho họ cái mác ế. Bằng một loạt các ví dụ mà tác giả Vũ Nguyệt Ánh đưa ra, ta có thể hình dung được một vài đặc điểm cơ bản của những chàng siêu kén. Ngoại hình sáng, học vấn cao, profile hot và mọi điều kiện cơ bản đều ok, kinh tế tốt. Có một môi trường và nhiều cơ hội giao tiếp với nữ giới. Có nhiều thú vui và sở thích thú vị để enjoy tận hưởng cuộc sống một cách độc lập, cũng như không thấy bị thừa thời gian hay thiếu thú vị để ưu tiên dành thời gian cho việc hẹn hò. Đàn ông thì đơn giản hơn nhiều, khó khăn thì vì tự tôn đàn ông nên tự giữ lấy mà giải quyết. Vui vẻ thì gặp gỡ mấy thằng bạn chí cốt để chém gió, chứ cũng chẳng có quá nhiều nhu cầu tâm sự và chia sẻ. Họ cũng rất dễ hài lòng với những thú vui như thể thao, game, sách, âm nhạc, du lịch, sưu tầm. Đôi khi họ chỉ cần dating cho vui, chứ cứ đến phải ràng buộc trách nhiệm yêu đương cam kết với một người và bị búa vây bởi đủ thứ nguyên tắc tình yêu là làm cho họ thấy hoảng hốt lắm rồi. Theo số liệu ở một tờ báo Nhật Bản, thì theo số liệu khảo sát tháng 1 năm 2015 bởi hãng tư vấn hôn nhân Onet,
khoảng 74,3% thanh niên độ tuổi 20 ở Nhật Bản vẫn chưa chịu yêu đương gì, so với con số chỉ 50% vào năm 1996. Một khảo sát khác trong năm 2015 của Nội các Nhật trên 7.000 đối tượng thanh niên độ tuổi từ 20 đến 30 cho thấy 40% số người độc thân ở độ tuổi 20 không tìm kiếm một mối quan hệ và nghĩ rằng yêu đương thật là phiền toái. Việc đắm mình trong các thú vui của bản thân đáng được ưu tiên hơn nhiều. Và một vài nguyên nhân cho những thông tin trong tờ báo đó chính là: thứ nhất, thanh niên Nhật quá bận rộn và áp lực. Thứ hai, xã hội Nhật tôn trọng tối đa sự riêng tư của mỗi cá nhân, thành ra sẽ không có hoặc rất ít những áp lực từ gia đình và xã hội liên quan đến chuyện phải yêu đương, phải lập gia đình, phải sinh con đẻ cái. Thứ ba, cuộc sống ở Nhật Bản quá đầy đủ phát triển, và trong xã hội như vậy, nhiều khi người ta thấy là đã đủ và không nhất thiết phải cần thêm một nữa để làm đầy cuộc sống của mình làm gì. Còn trong xã hội Việt Nam, chúng ta chưa phát triển như Nhật Bản, và cũng nhờ thế mà tình trạng sợ yêu và sợ hôn nhân cũng chưa đến mức báo động đỏ như ở Nhật Bản. Nhưng cũng có hàng loạt thanh niên đủ đầy mọi thứ: học vấn, công việc, thu nhập, còn thêm cả điều kiện gia đình khá giả, đều đang trong tình trạng rất lười yêu và lười lập gia đình. Cũng tương tự như các lý do của thanh niên Nhật Bản, thanh niên Việt Nam cũng vì quá bận rộn với công việc, cuộc sống của họ cũng tương đối đủ đầy, vậy nên họ rất lười yêu và còn lười kết hôn nữa. Thà thanh niên cứ kén chọn, cứ lười hẹn hò, ngại yêu, sợ hôn nhân, ghét ràng buộc đi, thì ít ra chúng ta vẫn có thể hy vọng vào tương lai khi mà họ đã chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Đó cũng là lúc họ sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, cho cam kết, cho ràng buộc, cho trách nhiệm, cho hôn nhân, cho gắn bó lâu dài. Và tình trạng ấy còn bớt đáng sợ và đáng lo lắng hơn tình trạng các gia đình và cả xã hội đang sôi sục với tư tưởng cưới ngày kẻo lỡ. Các thanh niên cứ tốt nghiệp ra trường, tính tuổi đã tầm hai mấy, là y như rằng bị dục yêu đương và cưới xin, bất luận họ thế nào, đã có việc làm hay thất nghiệp, từng có kinh nghiệm yêu đương hay chưa, có nhu cầu yêu đương hay không, điều kiện kinh tế thế nào, hay tối thiểu là có đủ khả năng kiếm tiền tự nuôi sống bản thân hay không. Tóm lại, kiểu gì thì kiểu, cứ phải dục yêu đương, vợ con, chồng con cái trước đã, cứ chồng ấy trước, mọi sự tính sau. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cứ mãi miết đi tìm một tình yêu, một ai đó dành cho mình, nhưng lại quên mất việc khám phá và tìm hiểu chính bản thân mình. Mình là ai? Mình cần gì? Mình muốn gì? Mình phù hợp với người như thế nào? Người thế nào sẽ thích mình và sẽ phù hợp với mình? Như một câu danh ngôn nổi tiếng, cũng chính là tựa đề của bài viết này: Find yourself before find love. Rõ ràng, chúng ta chỉ có thể tìm được người thực sự phù hợp với mình khi đã đủ thấu hiểu chính bản thân mình mà thôi. Hẹn hò không phải vì ế quá, vì muốn lấy chồng hoặc là lấy vợ quá, mà phải cố tìm một người cho xong nợ với gia đình, với xã hội. Chúng tôi quan niệm rằng, hẹn hò trước hết là một trải nghiệm thú vị về những cuộc gặp gỡ thú vị, với những đối tượng thú vị và phù hợp với phong cách của mình. Cuộc sống rất đa dạng và muôn hình muôn vẻ. Cảm xúc của con người thì vô thường và khó lường. Đừng bó buộc suy nghĩ của mình trong những khuôn khổ chật hẹp của thế hệ cũ, để nghĩ rằng chúng ta đi hẹn hò nghĩa là chúng ta cần phải mang về một người con dâu, con rể tương lai cho bố mẹ. Nếu mục tiêu gặp gỡ người khác của chúng ta chỉ là như vậy, thì hẳn cuộc sống của chúng ta vốn quá tẻ nhạt và buồn chán. Cứ hẹn hò nhiều để thấy cuộc sống này rất sinh động và phong phú. Cứ gặp gỡ nhiều để thấy xã hội quả là nhiều người tài giỏi, chứ không phải như cái cách chúng ta cứ ngồi mãi trong cái giếng nhỏ và thỉnh thoảng tự nghĩ mình là ngôi sao. Cứ quen biết nhiều để thấy rằng mối quan hệ xã hội là vô cùng quý giá và hữu ích. Tất cả chúng ta đều có thể hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ với nhau rất nhiều, cả về công việc, sự nghiệp, cuộc sống, tình cảm. Ngoài việc sớm mở rộng giao tiếp để có thể trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng ra, bạn còn có thể đọc sách, tìm hiểu, học hỏi, tham gia các lớp về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hẹn hò.
kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hẹn hò, nghi thức networking, nghi thức bàn tiệc, khám phá tâm lý, ngôn ngữ hình thể, phong cách cá nhân. Tất cả những kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm đó trước hết sẽ giúp bạn phát triển và hoàn thiện bản thân, cũng như thấy tự tin và yêu đời hơn. Tiếp đến sẽ giúp bạn không những trở thành một ứng viên siêu hot trong lĩnh vực hẹn hò, mà đồng thời còn có thể là một chuyên gia săn đầu người mà mọi ứng viên đều muốn ứng tuyển để bạn lựa chọn. Ai đó đã nói rằng tình yêu sẽ đến vào lúc bạn trông chờ nhất. Vậy còn chần chừ gì mà không bắt đầu hành trình biến bản thân thành hạng hot ngay hôm nay để luôn sẵn sàng cho những cơ hội phía trước? Các khách hàng càng thực sự hot, thực sự high profile, lại càng cởi mở và thoải mái. Họ không bao giờ lo sợ và e ngại vì người khác biết họ đang dùng dịch vụ hẹn hò. Tất nhiên trừ một số khách hàng nổi tiếng, và họ sợ báo chí hay truyền thông khai thác chuyện này để tạo ra những tin tức không hay, rắc rối thì họ phải tránh. Ngược lại, một số lượng lớn các khách hàng bình thường hoặc có chút nổi lại rất dị ứng, sợ người khác biết chuyện họ dùng dịch vụ hẹn hò. Họ cực kỳ căng thẳng và nhấn mạnh yêu cầu bảo mật việc họ là khách hàng, bởi vì họ sợ bị đánh giá, bị nghĩ là ế hay bế tắc lắm rồi mới phải nhờ đến dịch vụ này. Dịch vụ hẹn hò đã trở thành một ngành công nghiệp siêu hot ở các nước phát triển trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam, chưa có đường về lĩnh vực này, hoặc có rồi mà đang rẽ ra quá nhiều hướng mù mờ mà chưa có hướng nào sáng sủa. Vì vậy nên Vũ Nguyệt Ánh đã kết thúc cuốn sách bằng: "Tôi muốn nghĩ một cách tích cực rằng chính vì lĩnh vực này quá mới mẻ và khó khăn ở Việt Nam mà tôi sẽ có nhiều cơ hội để đào đường theo cách của mình, trở thành người tiên phong và có thể mở lối đi đúng hướng cho nó. Tôi hoàn toàn có thể tin rằng dịch vụ hẹn hò ở Việt Nam cũng đang bắt đầu có một hướng đi mới để chuẩn bị lấy đà cho một chặng đường thăng hoa rực rỡ."